LCD 7 inch được bên Đại Phát vừa nhập về, được tích hợp với 3 tính năng, đó là cổng AV này, HDMI này, VGA, rất tiện lợi cho tất cả anh em kỹ thuật đi thi công camera, mà thay bằng việc mang một chiếc màn hình to cồng kềnh đi thì chúng ta có thể mang một chiếc màn hình nhỏ đi, nhưng mà rất là tiện lợi. Đó, ba cổng kết nối để test camera, màn hình, cài đặt. Đây, mình hôm nay mình sẽ test cho các bạn xem về hình ảnh thực tế của chiếc màn hình mình vừa nhập về. Đây là chân đế, nếu mà cần điều khiển có thể lắp trên xe ô tô được, xe tải rất tiện. Màn hình được sử dụng nguồn 12V 1.5A. Đây là jack kết nối để tín hiệu AV. Cộng nguồn DC 12V này. Sao lọc tới mới biết nên là sẽ có cái đây, cổng VGA chúng ta sẽ cắm vào đây. Chúng ta sẽ thử kết nối cổng VGA với này đầu ghi hình. Đây, các bạn thấy hình ảnh rất là sắc nét, độ phân giải của màn hình là 1440 nhân với lại 234. Đây, mình sẽ điều khiển để cho các bạn thấy. Rất là nét. Dù có để đến 9 ô thì vẫn là rõ. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ HDMI. Màn hình được tích hợp cả âm thanh. Chế độ chuyển sang chế độ HDMI thì hình ảnh ta thấy là nó sẽ được nét hơn. Đó, giá của sản phẩm này là 1.150.000 cho tất cả các bạn kỹ thuật đi làm và được bảo hành 6 tháng. Okay.